Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại là Thi đang đứng ở cạn biển cá nước ngọt để ghi cho mọi người. Thì vị trí hôm nay Thi chọn đứng khá là chảnh và thú vị. Vì sao ạ? Vì có thể quay được là cây cầu vượt biển dài thứ hai ở Bình Định sau cầu Nhân Hội. Thì cây cầu vượt biển này thì nối giữa Đề Ghi và Mỹ Thành của hai xã là xã Cát Khánh và xã Mỹ Thành của huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát, nằm trên tuyến đường DT639 của tỉnh Bình Định. Đó thì con đường DT639 này là một trong là nằm trong cái hệ thống là trục đường ven biển cực kỳ quan trọng trong của Bình Định, đang được chia ra nhiều dự án nhỏ để hoàn thiện. Thì đang kỳ vọng là dự án trục đường ven biển song song quốc lộ 1 này sẽ là một điểm nhấn trong kết nối hạ tầng để mà thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh Bình Định phát triển vượt bậc hơn trong thời gian tới. Và quê của Thi thì nằm ở đoạn giữa là đường ven biển và quốc lộ 1. Thì Thi cũng rất là hy vọng rằng sau khi con đường ven biển này hoàn thiện thì sự phát triển về cơ sở hạ tầng giao thông cũng như là ủng hộ phát triển về kinh doanh thì lưu chuyển hàng hóa thì quê của Thi thì sẽ cũng được hưởng một ích lợi nào đó để phát triển hơn trong việc nâng cao đời sống của người dân đó. Thì Thi rất là mong đợi về cái viễn cảnh tốt đẹp đó nha mọi người. Đó thì bây giờ thì nhân dịp Thi chỉ nói sơ về cái công trình và cái mong muốn này thôi. Thì tiếp theo thì vẫn chính là mình đi quay lại xem thử là Đề Ghi có gì hay. Đấy thì tất nhiên là hay ở mức độ là ngắm cảnh thôi nha mọi người. Rồi chúng ta cùng xây camera lại để tìm hiểu nha. Hiện tại là khoảng 5 giờ chiều. Trời hôm nay không được đẹp lắm, rất là nhiều mây. Tuy nhiên vào bản chất này thì ta vẫn cảm thấy được sự yên bình và êm dịu của cuộc sống. Chưa giờ check-in ở đây, tuy nhiên cũng nhiều bạn chụp hình ở đây thì khá là đẹp. Lát mình sẽ tìm hình ảnh để mình gửi đến tất cả mọi người nha.